Đây các bạn nào ăn cậy thì nhớ nhìn cậy nha các bạn. Gần gần lắm ghê. Ừ, thôi. Chắc đuôi có tạc luôn kìa. Khôn lắm mày ơi. Chú thấy mày ổng tính rượu nằm giỏng mà 9 10 giờ không vô ra. Chạy vô cũng kêu tao đó. Dạ hả? Vô ông không chơi hay gì vậy? Ông đó không chơi không? Chơi sao chơi không để cái gì? Ông nói mắc quá. Ai mua bán mẹ đó, bán mẹ rồi. Để tiền mua mồi nhậu mày. Bán mà kêu ông mắc rẻ bán mẹ đi rồi. Cứ bán mẹ, cũng mãi con con. Về sửa cái mai cũng im lắm, nó tà tàn cũng im lắm rồi. Đó là mua mọi nhậu. Tại tao không có để tao để nguyên không, tao quấn vô đó không à. Dạ mai đó đem ra ngoài rồi đàng hoàng. Đem nó gãy dữ lắm rồi nó mất. Tao bớt. Tỉa lại. Dữ hả? Cái mai nó cũng còn im lắm á. Cái này mình lấy cộng lùng mình làm là đeo hết hả? À, quấn đó. Ừ, chỉ quấn cổ đó. Quấn cổ, quấn mình, quấn cộng lùng hết vậy đó. Quấn cho mình đó. Rồi. Hai ba người chỉ rồi, hai người chỉ rồi đó. Mới biết đó chứ độ ai mà như không biết. Cộng lùng quấn hết nè, này mua thuốc sức được không ta? Tao không dám chết, tao cho thuốc mà biết nhiều chưa? Nào chết không chết bèo. Nào không chết chết bèo chết con rồi. Con chết bèo con rồi. Người ta cho uống thuốc cái nó hết bữa nay lại. Uống thuốc à, chị lát á mày nó hết rồi, nó bớt rồi đó. Hay nằm ba nó lông bữa hôm bây giờ mình thấy trắng tư thì kêu. Mua thuốc lát xịt đó coi. Tính đi mua có thuốc đầy đu đen tắm. À chỉ đầy đu đen đó, quậy nước tắm đó kìa. Đều gan là thuốc sâu hay gì? Ừ, thuốc sâu á. Sâu đó. Ừ. Không được. Tao cho kêu cho ăn á, mà tao không cho ăn tao giật tao. Thôi, đó là cho queo đó. Ăn thì được hả? Đổi gì? Thuốc sâu rồi. Nó ăn mà nó không ấy là ốm rồi. Chết là mình đậu với thêm nữa. Này có thuốc y á. Bữa nay đỡ rồi, bữa nay ra lông hơ hơ lại rồi đó. Thở tự chính xác luôn. Quay lại đem điện cho Diễn coi coi nó có không, nó có mượn tiền, tao cho nó mượn, nó đóng luôn. Trong vũ lên tao không đóng luôn chứ đâu. Để lát điện coi. Bây giờ kêu cho bà cho mượn đi, giò nó xưng cái dù ta. Cái xưng không? Bữa nay bớt rồi đó. Bữa nay nó ra lông chút rồi đó. Tao trả tao thiếu 15 triệu, nữa chán ở đây tới đúng năm trả cho dứt luôn rồi. Ê, mình trả vậy rồi mình bây giờ mình vậy mình dây ra được không vậy? Mình có vốn mới được. Ừ, tao là tao trả vốn nhất tao ở dây lại. Thiệt dây làm chuyện gì? Tao quá trời bây giờ tao không, đủ tao không cặp 500 không phải. Làm gì? Từ đây dạng dưới mua được công hay công? Nuôi cá, ông trồng vườn, ông nuôi cá luôn. Lên clip lên ấy nuôi cá, trồng bên vườn luôn. Bữa nay nó đen rồi đó, mà không bây giờ trắng tư tụa luôn. Công hay công bây giờ cũng khó hiếm thì người ta bán đó. Đặng rồi biết chi mua đặng để cho bán nhiều giữ già mấy ơi. Dài công hai ba công. Hết nổi rồi. Mất trả lại con. Cho mực đó hả? Cho mực. Cho mực cho thụi à. Thành ra cho xám. Đâu có tỉnh cho con. Cho con. Cho con. Cho con. Cho con. Rồi. Nhiều được rồi.